ngay phía sau của tôi đây là một cái biểu tượng của làng Saint-Emilion này. Đây là một cái nhà thờ cổ đã có từ rất là lâu đời rồi, rất nhiều các cặp đôi. Tuy nhiên hôm nay tôi thì chỉ có mỗi đứa anh ở bên cạnh thôi, nên không chụp ảnh check-in theo kiểu này được rồi. Đây là anh ấy có nguyên một cái ngăn toàn là đồ, những cái chai rượu quý hiếm. Những chai ở đây thì nếu mà về Việt Nam thì rẻ nhất cũng phải tầm từ 120 triệu đổ lên. Leo dốc mệt quá. Trung bình mỗi một ngày ở Pháp, anh em chúng tôi đi bộ khoảng tầm 18 đến 20 cây số. Vâng, đấy là một ngày ấy ạ. Perfect. Perfect. Mát quá các bạn. Attention. Oui, très 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 large. Très 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 large. Thực sự thì tôi nghĩ đây là một trong những cái trải nghiệm rất là đáng giá và rất thú vị. Thực sự đây là một trong những cái cơ hội mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Hơn 8 giờ tối và mặt trời vẫn đang ở kia. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Hôm nay lại là một hành trình mới và chúng tôi sẽ tạm biệt Paris để đến với thủ phủ rượu vang của nước Pháp, đấy là Bordeaux. Vâng, nhắc đến Bordeaux thì chắc hẳn là đã rất là quen thuộc đối với nhiều quý vị khán giả của Việt Nam rồi, đúng không ạ? Nghe đến Bordeaux là nghĩ đến rượu vang ngay. Và trong chuyến hành trình tiếp theo này, chúng tôi sẽ ghé Bordeaux và ghé một vài những cái làng nổi tiếng ở Bordeaux về làm rượu vang, và để xem là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị nào nữa không trong chuyến hành trình tới Pháp này. Trước khi bắt đầu cái trải nghiệm ngày hôm nay thì quý vị và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe và chia sẻ clip của Nhà To nhé. Đây các bạn thấy ở Pháp thì người nào cũng như nhau thôi, tự xách đồ. Ok, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi trải nghiệm ngày hôm nay của chúng tôi. Như vậy là cuối cùng thì sau những cái quãng đường khá là xa xôi thì chúng tôi cũng đã về được đến Bordeaux. Và ngày hôm nay thì Hoàng Đức cũng như là ekip của mình, Đức Anh, chúng tôi đang có mặt ở ngay tại nhà ga Saint-Emilion. Saint-Emilion là một xã nhỏ thuộc thành phố Bordeaux. Cái này thì nằm trong cái quận Lisbon của Pháp. Không biết là tôi có phát âm đúng hay không, tại vì bên này thì mọi người đọc tiếng Pháp nó hơi kiểu khác khác. Đấy, thì tuy nhiên là một xã nhỏ, nhưng mà Saint-Emilion, nếu mà đối với những người yêu thích về rượu vang của nước Pháp thì là một cái vùng đất không còn quá là xa lạ gì cả. Vì ở nơi đây là một trong những cái khu vực mà làm rượu vang lâu đời và cực kỳ có thương hiệu ở Pháp, đã cho ra đời rất nhiều những cái chai vang nằm trong cái bảng xếp hạng Grand Cru Classé, là cái bảng xếp hạng cao quý nhất dành cho những chai rượu vang nước Pháp. Nên là chúng tôi sẽ dành một ngày ở đây để đi tham quan, và cùng với quý vị khán giả của Nhà To chúng ta sẽ khám phá về những nhà làm rượu vang ở đây. Tôi cũng đã có hẹn được với một người bạn người Pháp ở đây, có thể gọi là một winemaker có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất rượu vang ở tại Saint-Emilion, và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá xem là vùng đất làm rượu vang nổi tiếng ở nước Pháp thì có những điều gì thú vị và hấp dẫn. Thực sự là để di chuyển được đến Saint-Emilion thì chúng tôi cũng đã mất khá là nhiều
thời gian cũng như là công sức. Ở Pháp thì đa phần mọi người thì di chuyển bằng tàu. Cái tốc độ chạy ở đây rất là nhanh. Chúng tôi đi từ Paris về Bordeaux mất gần 600 cây số. Tuy nhiên chỉ đi mất có hơn 2 giờ tàu chạy. Đấy, và từ trung tâm của Bordeaux về Saint-Emilion thì chỉ chạy mất để tôi xem nào, 30 phút, đúng 30 phút chạy. Đấy. Ở xã này thì cái công việc chính của người ta là làm rượu vang, trồng nho. Ngay vừa bước đến là các bạn có thể nhìn thấy luôn một cái biển Saint-Emilion và Pomerol. Đây là hai cái vùng làm rượu vang rất nổi tiếng của nước Pháp. Tuy nhiên thì có một cái điểm tôi khá là không thích thú lắm. Kể cả cái việc mà tôi đặt cái vé tàu để di chuyển bằng app của người Pháp hay sử dụng ấy, thì họ không có bất cứ một cái gì là tiếng Anh, toàn bộ đều là tiếng Pháp. Một vài cái tên ở trên thì có mô tả bằng tiếng Anh, tuy nhiên thì toàn bộ ở đây lại đều là tiếng Pháp, đọc không hiểu gì cả. Đấy, và một lát nữa chúng ta sẽ cùng đi lên những cái chateau, những cái nhà làm rượu vang ở đây để cùng khám phá chi tiết hơn các bạn nhé. Họ Đức tin chắc rằng đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm thú vị nhất ở Pháp mà rất ít người được trải nghiệm. Ok, chúng ta sẽ cùng đi khám phá Saint-Emilion nào. Khách du lịch cũng bắt đầu đến tham quan. 10:30 sáng ở đây bắt đầu. Vâng, như vậy là cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được ở đây là trung tâm của cái ngôi làng Saint-Emilion này. Và ở ngay phía sau của tôi đây là một cái biểu tượng của làng Saint-Emilion này. Đây là một cái nhà thờ cổ đã có từ rất là lâu đời rồi. Các bạn thấy có rất nhiều du khách đang đứng đây để chụp ảnh check-in. Bởi vì từ đây thì có thể nhìn trọn được toàn bộ cả cái ngôi làng từ trên cao luôn. Ở đây thì không phải là tất cả mọi nhà thì đều là nhà làm rượu vang đâu, nhưng mà gần như đa phần thì là như thế. Nó giống như là một trong những cái làng nghề ở Việt Nam mình ấy. Thực sự là đứng ở đây nhìn ngắm cái bầu không khí này nữa thì tôi sẽ không kiềm được lòng mà sẽ phải đi tìm kiếm cho mình một ly rượu vang đây ạ. Đây, wow. Đức Anh thì vẫn đang rất là chăm chỉ để gửi đến những hình ảnh thú vị nhất cho các bạn. Rất nhiều các cặp đôi. Tuy nhiên hôm nay tôi thì chỉ có mỗi Đức Anh ở bên cạnh thôi, nên không chụp ảnh check-in theo kiểu này được rồi. Rồi bây giờ thì Hoàng Đức sẽ thử đi vào một vài những cái cửa hàng bán rượu vang ở trong này. Để cùng chúng ta sẽ cùng thử khám phá xem là ở đây thì có nhiều những cái chai vang ngon ở trong các cái cửa hàng này không nhé. Đây thì là cửa hàng bán detox tax free thì chắc chắn là giá sẽ tốt hơn hả? Chúng ta sẽ cùng thử xem. Bonjour. Can you speak English? Yeah, of course. But you need any help? Any recommendation? You know Vietnam? Yeah, I've got some family there. In Da Nang. Yeah. Yep. You know Da Nang?
No, I'm from Hanoi. Right. Yeah. Yeah, I never have been. You ever been to Vietnam? Yeah. Yeah. Yeah, I've been to Da Nang, I've been to Ho Chi Minh. Wow. I've been to Ben Tran. Ben? You know the little market in Ho Chi Minh. Ah, Bến Thành, Bến Thành, Bến Thành. Yeah, Bến Thành. Yeah. Yeah. Wow. So I've been 2 times in Vietnam. Uh-huh. Yeah, better than the Chateau d'Alat. Of course. I mean, of course. The top quality, the signature, yeah. It's not too bad. Yeah. Ở đây tôi đang thấy có rất nhiều những cái chai ngon. Ví dụ như một chai Saint Emilion Grand Cru ở đây thì cái này là chai này là 2014, chai này đây bán là 39 euro, nhưng mà còn tax refund nữa thì cái chai này về sẽ rẻ hơn rất là nhiều nếu mà mang được nhiều về Việt Nam. How many tax detax? I can go 10%. 10% and you need to spend more than 100 euro. Yeah, okay. Yeah, so that's the minimum. And after we can do as you wish. So that means if, for example, you're taking for 200 euro of wine, you will save 20 euro. Yeah, yeah. That you will receive at the airport. So in here you have many wine of other chateau in Saint-Emilion. Yeah, right? So this is different properties from Saint-Emilion. Yeah. In Saint-Emilion, in the whole appellation, you can have more than 800 different chateaus. 800 different chateaus. That's a lot. But you've got some big company who's selling on supermarket, things like that, which is not really, really good. Yeah. Or we've got some small properties like that. So what's the best value? Common? Yeah, best value? I think Milan's. Milan's? 2012, ready to drink right now, absolutely outstanding. Or the 2015. 15 is really, really good also. Very smooth, very elegant, not too strong. Yeah. 2015 is a good year. One of the top. Yeah, yeah. 15, 16, one of the top vintage. Yeah. But 12 to drink right now, it's very well balanced, mm-hmm. And really, really good now. Yeah. I want to try now one of this. So it's yeah. Okay. Yeah. Oh, thế là ở đây người ta có rất nhiều những cái rượu mẫu để cho chúng ta có thể thể test ở đây luôn. Các bạn ạ. If you like it, you can buy some. This is 2012, and we will test the 15 just after that. Yeah. Wow, chúng ta sẽ cùng thử nhé. Đây, bạn nhìn xem ở đây có rất nhiều những cái chai rượu test này. Đấy, tôi vừa thử, đây là chai 2012 của nhà Chateau Milan. Còn một chai 2015, lát nữa sẽ thử xem sao. Đấy. Và ở đây thì người ta có, tôi đang thấy là người ta có một cái dụng cụ mở rượu rất là hay. Cái này để chiết rượu ra nhưng mà không phải mở hết, để giúp vẫn giữ được cho cái hương vị của rượu. Đấy. Rất là hay. Và với cái dụng cụ này thì giúp có thể là chiết rượu ra để khách hàng có thể thử dạng như thế này. The four top Saint-Emilion. Top of white of Saint-Emilion. Yeah. Ozone, Cheval Blanc, Pavie, and Angelus. How much for this Petrus? 19... At least 3,000 euro. 3,000 euro. Yeah, at wow. Least. Có những chai Petrus ở đây là dạng đắt nhất. Yeah. Wow. À, đây là anh ấy có nguyên một cái ngăn toàn là đồ những cái chai rượu quý hiếm. Giá trị, rất là giá trị. Những chai ở đây thì nếu mà về Việt Nam thì cũng cỡ rẻ nhất cũng phải tầm từ 120 triệu đổ lên. Đấy, các bạn cứ nhân 3 khoảng giá lên. What's the main grape in Saint-Emilion? Merlot and Cabernet Franc. Merlot and Cabernet Franc. Merlot and Cabernet Franc. Okay. At least 70% Merlot. 70% có nghĩa là 70%. Các cái giống nho ở Saint-Emilion này đều là Merlot. Tôi sẽ thử lấy một cái chai của chị Triệu Vi xem là chị ấy làm rượu thì uống như nào.
she had a Chinese. Yeah, it's in here. The Chinese accent. Yeah. Okay, I pay by cash. Yeah. It's okay. Vậy chúng ta sẽ cùng đi một vài những cái chỗ khác nhau để xem có những chai rượu gì thú vị thì sẽ lấy mỗi nơi một ít. This is very good one. I recommend this one. I will try it. I take one and I will try it if you like. Later. If you suggest, I think it's good. Có một điểm khá là thú vị khi đi shopping vòng quanh của Saint-Emilion là chúng ta sẽ có cái cơ hội để được thử nhiều những cái loại vang khác nhau. Ở đây thì giá rượu vang khi mà ở tại Pháp thì cực kỳ tốt vì không phải chịu quá nhiều những loại thuế mà chuyển về giống như là khi chúng ta uống ở Việt Nam. Thế nên là tôi cũng đã cố gắng để tìm mua một vài những cái chai mà tôi nghĩ là có thể sẽ phù hợp cho những ngày sắp tới, có thể là uống ở đây luôn. Nếu mà chai nào mà thú vị, hấp dẫn thì sẽ mang thêm về Việt Nam, và sau đấy thì có thể là khi mà về Việt Nam nếu mà thử thấy ok thì tôi sẽ có những cái contact để có thể là order từ Pháp về thẳng Việt Nam. Rất là dễ dàng. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Enjoy your wines. Enjoy your holidays. Yeah. And see you maybe next time. Yeah. See you later. So, what's your name? Mansur. Mansur. Yes. Where are you from? I'm originally from Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah, Uzbekistan in Central Asia. Uzbekistan close to Kazakhstan, Afghanistan. It's in this place. Wow. Originally from there. Yeah. Since 2007, I'm here. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice Thank to meet you. You. Enjoy. Thank you. Nặng lắm rồi đấy. Nặng lắm rồi. Đi chơi ở cái bê vác như này về uống bớt cho nó đỡ mệt. Đây là đã phải kiềm chế lắm, không dám mua nhiều đấy. Chỉ dám mua những cái chai nào mà thấy cảm giác có vẻ là thú vị để về thử trong những cái ngày sắp tới. Tại vì là ngày mai thì tôi sẽ còn đi đến vùng Rhône, miền Nam nước Pháp. Đấy. Để cùng khám phá thử cả về rượu vang của miền Nam nước Pháp. Đây thì thuộc phía Bắc. Đây là cái phong cách làm rượu ở hai miền cũng có những cái điểm khác nhau. Mỗi miền thì sẽ có những cái điểm thú vị riêng. Ở vùng này thì Saint-Emilion thì chủ yếu là Merlot. Cái giống nho chính họ trồng ở đây chủ yếu là Merlot và Cabernet Franc. Đấy. Cabernet Sauvignon nữa. Nên là ở đây thì đa phần là các cái giống nho đấy là chủ yếu. Còn miền Nam Pháp thì chúng ta sẽ còn được thưởng thức thêm cả những cái giống nho khác nữa. Đấy, mỗi một vùng sẽ có những điểm thú vị riêng. Thì tại sao chúng ta không thử, đúng không ạ? Tại thì chúng tôi đang dùng bữa trưa tại một trong những cái nhà hàng này có tên là Amelia Canta, và cái nhà hàng này thì có một cái tầm nhìn ra phía sau là cái nhà thờ biểu tượng của làng Saint-Emilion này. Và các bạn thấy đấy, ở đây thì buổi trưa gần như tất cả khách du lịch ở đây thì mọi người dùng bữa ở ngay ngoài trời, ngay dưới gốc một cái tán cây. Tuy nhiên thì do không đặt bàn trước, không order bàn trước, nên là đây là cái vị trí tốt nhất mà chúng tôi có thể có để dùng bữa trưa rồi. Và nãy giờ thì cũng mải thưởng thức rượu, rồi thưởng thức lườn ngỗng, thưởng thức thịt ngỗng, rồi beef steak. Nên là tí nữa thì quên quay chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thực sự là ở đây thì cái không khí, cái thời tiết nó cực kỳ dễ chịu. Các bạn có thể thấy là chúng tôi ngồi ở ngoài nắng như thế này nhưng mà nó rất là mát, rất là phù hợp để thưởng thức rượu vang.
Thực sự thì tôi nghĩ đây là một trong những cái trải nghiệm rất là đáng giá và rất thú vị. Và chiều nay thì chúng tôi sẽ đến trực tiếp những cái nhà làm vang để có những trải nghiệm thú vị hơn nữa gửi đến cho quý vị và các bạn. Đấy, còn sáng đến giờ thì chủ yếu là đi tham quan, mua sắm, hỏi han, vân vân. Đấy, và tận hưởng bầu không khí lẫn cái khoảnh khắc và văn hóa của con người nơi đây. Tôi thấy là người phương Tây cũng giống như người Việt Nam chúng ta thôi. Họ cũng rất thích thú khi được thưởng thức những cái khung cảnh như thế này. Thực sự đây là một trong những cái cơ hội mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Đang quay à? Leo dốc mệt quá. Đây là còn được luyện tập bởi đi ở sân golf nhiều đấy. Trung bình mỗi một ngày ở Pháp, anh em chúng tôi đi bộ khoảng tầm 18 đến 20 cây số. Vâng, đấy là một ngày ấy ạ. Bây giờ thì chúng tôi đang trên đường đến một cái chateau của người bạn tôi ở Pháp. Và các bạn thấy đấy, ở đây thì đi taxi để đến chateau thì cũng phải đặt trước. Đấy, và ở đây thì phương tiện taxi, tôi cứ tưởng là chỉ mỗi ở Paris, nhưng mà hóa ra là ở Saint-Emilion này thì Mercedes cũng chỉ để chạy taxi thôi các bạn ạ. Paris thì thấy đủ các thể loại như là Merc này, BMW cũng chạy, Lexus cũng chạy. Đấy, nói chung là ở bên này cũng không biết đang nằm ở lại, không biết ông nào giàu, ông nào không. Rất là thú vị, ngồi trên taxi hôm nay có một anh bạn cũng kể rất nhiều chuyện rất là thú vị. Sorry, what's your name? Wilfried. Wow, so hard to... Wilfried. Oh, wow. Tôi không thể nào phát âm được tên của anh ấy. Vâng, khó quá. Nhưng mà rất là vui tính. Yeah. Most of the people they grown up here. We all grow up here. Don't drink wine every day. This is what you mean? Yeah. No. But it's something traditional. Yeah. But during the week when I work and with my wife, we know. Sometimes we open a bottle and just a glass of wine as an aperitif. Or sometimes I buy a bottle, but for me the maximum 15 euro a bottle. 15 euro? Yes, 1.5 for something usual. Yeah. A birthday or never more than 50. Yeah. Never more. But 50 should be a very good wine. Yeah. Because I saw that the price of wine in here is so good. Because you don't need to pay the tax, right? Yes, you have less tax. Yeah. And you know, the wine, if you're not looking for the best bottle, I mean Cheval Blanc, Figeac, it's too much. Yeah. It's like the cars. You can drive a Lamborghini or you can drive a Renault. Yeah. A small one, it's still a car. You will do the same trip, but in a different condition. Yeah. The wine is the same. Yeah, so. Yeah. The same. Yeah. And sometimes a cheaper wine could be very good. Mm-hmm. Like your Renault, which can be strong. Yeah, I know. So 15 euro for me, you can find very good wines. Yeah. So just 1 minute. This is Fleur de Roc. You see? Yeah. Oh. I will enter. Oh. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Dominic, là một người làm rượu vang đã rất là lâu năm rồi. Và đến bây giờ thì anh ấy đã có đời thứ 3 làm rượu vang ở tại Pháp rồi. Và có một điều là
là anh Dominic thì anh ấy lại không thể nói được tiếng Anh, là vì một người suốt ngày là chỉ trồng nho rồi làm rượu, tất cả các quy trình anh nắm rất rõ. Tuy nhiên thì không thể nói được tiếng Anh. Và anh Dominic thì thông thường thì chúng tôi sẽ có một người để phiên dịch giúp. Nhưng mà hôm nay thì bất ngờ quá, tôi đến bất ngờ quá nên là ok, chúng ta sẽ nhờ anh Dominic dẫn đi một vòng xung quanh. Anh có thể chỉ cho tôi cái quy trình làm rượu thông thường của các anh được không? Oui. Yes. Yeah. Bây giờ tôi phải chơi theo kiểu là tiếng Việt và translate sang tiếng Pháp. Tu sais là. Tu sais là. Ok. Đây là trong dưới này là cái hầm rượu. Bonjour. Les ouvriers. Personnel. How many personnel? Personnel. 20. Ah. Le chai de cela. Ok. Les cuves, pas pour les fermentations, uniquement pour garder le vin. Pour mettre le raisin et faire fermenter, cuve de fermentation. Mm-hmm. Et celle-ci, c'est des cuves de conservation, wow. D'élevage. Elles sont vides actuellement parce que le vin, il est encore dans les cuves de fermentation. Ở đây thì mọi người thu hoạch bằng tay hay là bằng máy? La machine. Machine? Machine. Ah. Machine moderne qui ramasse que le raisin, que la baie de raisin, que la graine. Une fois que la machine est pleine, elle vide dans des remorques, d'accord, et c'est acheminé ici. On va voir. Ici, il y a un bac, on l'aperçoit. Ah. Il y a des gros tuyaux qui viennent alimenter les cuves. Et les raisins vont directement dans les cuves. Can I see it? Can I go up and see it? Oui. Okay. Yes, yes. Wow. Wow. Nho sau khi thu hoạch sẽ được cho vào đây để nghiền nát đúng không hả anh? Non, ils sont pas écrasés. Non. Les raisins sont en boule de raisin, elles sont mises dedans et directement dans la cuve sans écraser. C'est une technique du château pour respecter un maximum le raisin. En fait, tout le tour jusqu'au château au fond là-bas. Nghĩa là đây là toàn bộ cả cái khu vực nho của anh ấy trải dài từ tít ở đằng xa xa ở kia các bạn ạ. Mùa thu hoạch của các anh là vào tháng 9 đúng không? Oui. Fin septembre. Fin septembre. Fin septembre, octobre. Je sais pas là. September to October. October. Ah. Voilà. Ça dure 10 jours. 10 days. 10 days. 10 days. Ah. Jour et nuit et night. Ah. Ok. Ok. Can I see the grape? Ça a été taillé. Là, c'est l'ast, la latte. Ah. Ok. Ok. Commence à pousser. Et là, on voit les raisins. Ça, c'est les raisins. Ils vont grossir. Ça va grandir. Ah. Jusqu'à la récolte. Yeah. Yeah. Những cây nho này được bao nhiêu năm tuổi rồi? Celle-ci. 15 ans à peu près. Voilà, 15 ans. Et il y a des bébés qui ont 1 an et des vieilles vignes qui ont 40 ans. Tổng diện tích toàn bộ vườn nho ở đây của anh rộng khoảng tầm bao nhiêu? 52 hectares. Wow. Wow. Cái câu này thì nghe được. Nói chung là về diện tích của đất thì đấy, đất ở Pháp cũng như đất ở Việt Nam là nghe được. Khó quá các bạn ạ, đi review theo kiểu này khoai quá. Ça, c'est le groupe pour réchauffer ou refroidir les cuves. Et c'est indispensable pour faire un bon vin. Avoir une température constante. S'il fait froid, ça le réchauffe. S'il est trop chaud, ça le refroidit. Ça le maintient toujours à la même température. Ok. Ok. Ces gros tuyaux amènent la vendange dans la cuve. D'accord. Et une fois que la cuve est pleine, on fait un remontage. On prend le jus d'en bas et on le remonte en haut sur la même cuve.
Ça s'appelle un remontage. Et ça s'appelle la première fermentation alcoolique levurienne. C'est le sucre qui est dans le raisin qui attaque. C'est le levure qui attaque le sucre et qui le transforme en alcool. Fermentation alcoolique levurienne. Voilà, et ça dure 5 ou 6 jours, 7 jours maximum. Voilà, une fois que la fermentation alcoolique levurienne est terminée, on enlève le vin, le premier vin qui s'appelle le vin de goutte. On enlève le premier vin, on le met dans une cuve à part, et du personnel, ou Anne l'a fait elle aussi, elle rentre dans la cuve et elle enlève les peaux et les pépins qu'on met dans un pressoir. Et là, on presse, et là, on a du vin de presse qu'on met à part. On le remet dans sa cuve, parce que c'est jamais mélangé, chaque parcelle ne sont jamais mélangées, jamais, jamais. Et là, c'est en cours de fermentation malolactique. Lactique. Lactique. Malolactique. Des fermentations qui sont obligatoires, ici, sur le Saint-Émilion. OK? Wow. Et ça dure aussi, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça, on ne le contrôle pas très bien. OK. Alors, các bạn thấy là cái quy trình làm ở đây nó rất là nghiêm ngặt. OK. Alors, pour l'instant, les cuves sont pleines puisque c'est toujours malolactique. D'accord. Ensuite, quand les malolactiques vont être terminés, on va enlever le vin de goutte, enlever de la lie, ça s'appelle, un petit peu de lie qu'il y a au fond, un petit tapis de lie. Et ensuite, on va les laisser se reposer pendant quelques mois. Puis ce gain est 21. Puis ce gain est 21. 2021. Okay. Malo terminé. Ah. Fini. Finish. Fini. Finish, 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 finish. No finish, no finish. OK, enchaîne. Et une barrique contient 300 bouteilles. Et avec ça, on fait des cuvées spéciales, des Lussac. Oui, oui. Các bạn thấy là với năm nay. Yes. Ça, c'est, ça veut dire moyen, chauffe moyen. Les bois, ils sont chauffés, ils sont brûlés à l'intérieur. Et suivant la densité du goût qu'on veut avoir, soit des chauffes moyennes, des chauffes longues, intermittentes, voilà. Ça, c'est des chauffes moyennes, choisies avec le laboratoire et le tonnelier. Như vậy, đây là toàn bộ quy trình làm rượu của anh, đúng không? Còn có bước nào nữa không? Non. It's everything. Non. Après mise en bouteille, puis stockage du vin. Voilà. Yeah. Anh có thể chỉ cho tôi cái hầm mà các anh bảo quản rượu đã làm xong đóng chai được không? Yes. Yeah. Ici, sont stockés entre 200 et 250 000 bouteilles. OK. Chaque palette box contient 600 bouteilles. OK, 600 bouteilles. 600, 600, 600, 600. Ở đây tôi thấy các cái chai rượu này không có nhãn thì là lúc nào mà người ta mua thì các anh mới đóng nhãn hay là như thế nào? Oui, en fait, on les étiquette à la demande. Les clients ils viennent, ils veulent acheter un carton, trois cartons, 10 cartons, hop, on leur prépare. Et là, comme lundi, mardi, mercredi prochain, il y a une grosse, grosse mise en bouteille. Voilà, 45 000 bouteilles. Yeah. Voilà. Okay. C'est à la demande du client. Yeah. Parce qu'on ne va pas tout habiller. On les laisse comme ça, dans le noir, elles dorment, lumière éteinte, voilà. Tôi biết là hình như ở đây các anh có một cái hầm ở dưới lòng đất để chứa rượu nữa đúng không? Oui, on va y aller. OK. OK. Changement de température. Là. Attention. Wow. Ah. The temper is so perfect. Voilà. Parfait. Perfect. Alors, très très grand, immense. Et ici sera stocké les bouteilles. OK. Attention. Voilà. Après, loin, 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 très loin. Des kilomètres. 2 kilomètres. 2 kilomètres, ouais. Wow.
So where you hold your wife? Voilà. Mais ici, tout ça là, partout. Mais pas encore. Pas encore. Un tunnel. Ça va jusqu'au château de Montbadon. Et à 4 km. 4 km. Bien. Oh. Encore et encore et encore. Oui, très 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 large. Très 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 large. How many square in here? You know? On m'a dit combien? Ah, je sais pas. Beaucoup. Beaucoup. Je sais pas. Thực sự là tôi vừa cùng với anh Dominic đi vào trong cái khu vực mà người ta lưu trữ rượu. Ở dưới đấy gọi như là một cái hầm của nhà này. Thì cái nhiệt độ có thể gọi là mát lạnh luôn. Ở đây thì người ta bảo quản rượu một cách hoàn toàn tự nhiên như thế, lấy không khí như vậy để giữ được rượu một cách lâu nhất. Đây, chúng ta sẽ thử một vài chai rượu xem nào. Chateau de Roque. Chateau de Roque. 2015. Ok. Ok. For you. Thank you. Merci. For you. That's a little bit. Wow. For me. Wow. One chose. La couleur. What color? Red. Red. Ok, yeah. Profond, cerise, comme ça. Màu rất là đậm. Limpide, la limpidité. Thế người ta đã trải sẵn một cái giấy trắng để chúng ta có thể nhìn màu. Ok, les reflets, reflets orangés, distinction du vin s'il commence un peu à vieillir. Voilà, la couleur. Ok, couleur, no problème. Mais alors, une, like odeur, une odeur de quoi? I like it. Like? Yeah. Oui, oui. I like it. Maintenant, on va remuer notre verre. Ah, ok. Ok, ok. Maintenant, on va le goûter. Yeah. Ah, on va goûter. Chin. Salut. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin. Alors, voilà. Wow, trà này ngon quá các bạn ạ. La langue. La langue. Ici la langue. Yeah. Là. Yeah. Ici, sur le bout de la langue, on retrouve uniquement le sucré et le salé. Salé. Au milieu de la langue. Yeah. Milieu. Middle. Middle. Yes. Middle tongue. On ressent l'acidité. D'accord. Ah, tannin. Et tannin. Tannin. Yeah. Tannin. Tannin. Yeah. Et au fond de la langue, tout à fait au fond. Yeah. On, voilà. On ressent les absorbances. S'il y en a, bien sûr. On ressent tous les parfums. Mm. OK. Et ça, on dit attaque. Attaque. Ici, équilibre. Ici, fin de bouche. Ok. Attaque, équilibre, fin de bouche. Mm. Alors, ça s'appelle la P-A-I. P-A-I. Ok. Ah. Perception aromatique intense. Mm. Ça se compte en secondes. Mm. Quand tu le mets à ta bouche, tu avales et tu comptes. 1, 2, 3, 4. Après, plus. Hmm.
ou 5 ou 6 ou 1 ou 2. Voilà. Ok. Yeah. Ok. Thế là hôm nay mới biết là hóa ra mấy ông này uống rượu thử này là cứ phải chia lưỡi làm 3-4 phần. Xong rồi mỗi phần thử một chút các bạn ạ. Bất đồng ngôn ngữ nhưng mà tôi vẫn hiểu. Wow. 9, 10, 10. Wow. Okay. Okay. Như vậy là Hoàng Đức đã cùng với quý vị và các bạn, chúng ta đã có những cái trải nghiệm, những khám phá rất là thú vị về vùng đất Saint-Émilion cũng như là về Bordeaux, thủ phủ rượu vang lớn nhất của nước Pháp và là nơi cho ra đời những chai vang ngon nhất, nổi tiếng nhất và đắt giá nhất tại nước Pháp. Hy vọng là qua trải nghiệm ngày hôm nay thì Hoàng Đức và nhà to đã mang lại được nhiều những cái thông tin cũng như là những hình ảnh thú vị và hấp dẫn gửi đến cho quý vị khán giả. Và hiện tại bây giờ tôi là đang có mặt tại Libourne, không biết là tôi đọc có đúng không. Libourne gì đấy không biết nữa. Đấy, tiếng Pháp khó đọc quá. Thì đây cũng là một cái xã ở ngay sát giáp với cả Saint-Émilion. Nhưng mà ở đây thì cuộc sống nó đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Các bạn có thể thấy là bây giờ đã là đây, bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Hơn 8 giờ tối và mặt trời vẫn đang ở kia. Giờ mới là thời điểm hoàng hôn ở nước Pháp. Và mùa này thì có những hôm tôi ở đây thì phải đến tầm hơn 9 giờ tối trời mới bắt đầu tắt nắng. Đấy, có thể là đấy là lý do mà vì sao những người ở Pháp, những người ở châu Âu họ lại có những cái cuộc sống rất là thú vị. Tôi cũng không biết nữa. Và thời tiết, khí hậu, không khí ở đây quả thực cực kỳ tuyệt vời, khiến cho con người cảm giác là cực kỳ là thoải mái và thư giãn khi mà sống trong cái bầu không khí ở đây. Chắc là cái phần mà trải nghiệm Bordeaux, thủ phủ rượu vang của nước Pháp xin được tạm dừng tại đây. Và phần tiếp theo, Hoàng Đức sẽ lại dẫn quý vị, chúng ta sẽ tới với miền Nam nước Pháp để xem là ở miền Nam nước Pháp thì có thêm những điều gì thú vị và hấp dẫn hơn nữa không nhé các bạn nhé. Rất là mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhà to và hãy dành một chút ít thời gian để có thể ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube nhà to để cho Hoàng Đức cũng như là ekip sẽ ngày càng có thêm nhiều clip thú vị hơn nữa gửi đến cho quý vị và các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của series nước Pháp. Xin chào.